Kính thưa quý vị thính giả, Trại Phong Quy Hòa được nhiều người biết đến vì gắn liền với tên tuổi nhà thơ Hàn Mặc Tử. Chúng tôi xin gửi đến quý vị một cuộc phỏng vấn ngắn với Sơ Maria Đặng Thị Hoàng, dòng phân sinh thừa sai Đức Mẹ, đã nhiều năm phục vụ tại Trại Phong Quy Hòa này. Con xin kính chào Sơ ạ. Xin Sơ giới thiệu đôi chút về Trại Phong Quy Hòa này ạ. Con kính chào cha, kính chào quý vị thính giả. Trại Phong này được thành lập vào năm 1929 do một linh mục người Pháp tên là Bonmaher, và sau đó thì năm 1932 là dòng phân sinh thừa sai Đức Mẹ của chúng con được phép đến đây để phục vụ anh chị em bệnh phong. Sau năm 75 thì chúng con về vấn đề y tế thì bàn giao cho Bộ Y tế, và cho đến bây giờ thì Bộ Y tế vẫn tiếp tục cái công việc chữa trị cho bệnh nhân, và chị em chúng con cũng vẫn tiếp tục phục vụ nơi đây với những cái sứ vụ về tinh thần, về xã hội, về giáo dục con em bệnh nhân, vân vân và vân vân. Thưa Sơ, số lượng hiện tại là bao nhiêu ạ? Dạ, thưa cha, cái số lượng hiện tại bây giờ là bệnh nhân còn là 421 người. Đó là bệnh nhân nội trú, rồi hiện tại thì cũng có một số bệnh nhân ngoại trú là những bệnh nhân mà ở những cái vùng xa như Gia Lai, Kon Tum hay là Đắk Lắk chẳng hạn. Thì họ đến để chữa trị thì trên dưới cũng khoảng từ 40 đến 50. Xin Sơ cho biết các bệnh nhân được trợ cấp như thế nào ạ? Cái sự trợ cấp thì nó cũng có một cái mức độ giới hạn. Theo như con được biết thì nó cũng theo cái cấp độ bệnh nữa. Mức cao nhất là khoảng 280 và mức thấp nhất là 180. Là mỗi tháng phải không ạ? Dạ. Yeah. Thưa Sơ, việc hội nhập của họ hay là con cái của họ với cộng đồng thế nào ạ? Cái việc hội nhập này nó cũng trải qua một cái thời gian khá dài. Có thể nói rằng là để mà ngày hôm nay những người khách vãng lai vào thăm mà không còn cảm thấy e dè nữa thì đó là cũng là một cái quá trình rất là lâu. Cái hội nhập trước hết á, là phải nói rằng là cái hội nhập của con cái họ trước. Tại vì khi đó thì chúng con bắt đầu đưa con cái họ ra ngoài để đi học. Tại vì trong Quy Hòa chúng con thì có một cái trường chỉ là trường cấp 1 thôi. Như trước đây các em học tới lớp 5 là các em nghỉ, không có đi ra ngoài được. Cho đến năm 1989-90 thì chúng con mới bắt đầu tìm cách đưa các em ra ngoài. Qua cái sự kiện các em đi học, hội nhập đó thì dần dần rồi nó mới bắt đầu là có bạn bè các em nó đi vào thăm, rồi họ biết, rồi từ từ như vậy thì người ta đi vào thì nó dễ dàng, hôm nay thì dễ dàng hơn. Và ngày xưa khi các em đi ra học như vậy là cũng phải khó khăn lắm, nhất là các em mà cái lớp đầu tiên đó cha. 2 năm trời con đi ra phòng giáo dục để mà xin đưa các em ra ngoài học, nhưng mà họ rất là ngại. Rồi cuối cùng thì họ cũng chấp nhận, và cũng may mắn là có gặp được một cái thầy hiệu trưởng, thầy Sanh, thầy rất là tốt, thầy sẵn sàng nhận các em. Nhờ thế mà các em cái lớp năm đó nó mới được đi ra ngoài học. Rồi nhưng mà cũng một thời gian, vì là trong chúng con đi ra ngoài đó là phải qua một cái đèo hơn 3 cây số. Mà cái đường đèo thời đó thì chưa có gì, chỉ nó là một cái con đường mòn thôi. Cho nên cái việc đưa các em đi ra ngoài học rất là khó khăn. Cho nên chúng con phải nhờ các gửi ở nhà nội trú của các Sơ Phaolô ở Quy Nhơn. Một tuần như vậy thì chúng con mới đưa các em về nhà một lần. Thì các em đi học được một thời gian thì cũng gặp những cái khó khăn giữa phụ huynh và bạn bè khi mà biết các em là con bệnh nhân phong. Nhiều khi là các em nó cũng gặp cái đau khổ là con biết nói làm sao, nhưng mà nó đi học ra thì con nít với nhau nó ném đá rồi la hét, kiểu giống như là muốn đuổi các em, không cho các em được học ở trong cái trường đó. Nhưng mà cũng may mắn là có thầy hiệu trưởng và có các cô thầy cô giáo rất là quan tâm, yêu thương, cho nên các em nó cũng đã vượt qua được. Và đến nay thì thế nào ạ? Dạ thưa, đến ngày hôm nay thì bình thường hóa rồi cha. Vì là bây giờ họ cũng, người bên ngoài đó họ cũng biết là cái bệnh phong không phải là dễ dàng lây nữa, cho nên là họ cũng tiếp xúc dễ dàng.
Rồi hơn nữa là ngày hôm nay các em nó đi ra học như vậy thì nó cũng gặp được những người bạn ở ngoài đời và kết hôn. Rồi họ cũng, các em đó cũng vào sống ở trong này. Cho nên cái mối tương quan hòa nhập đó con thấy là ngày hôm nay khá tốt. Bình thường thì khi nói đến Trại Phong thì sẽ thấy khổ và thiệt thòi rồi. Nhưng mà con xin có một câu hỏi ngược ngược một chút. Đó là cuộc sống thì luôn cần có những niềm vui và hy vọng. Vậy xin sơ cho biết các bệnh nhân có những niềm vui nào trong cuộc sống của họ ạ? Trong cuộc sống thì có những lúc họ cũng rất là đau đớn, đau khổ. Nhưng mà cũng có những cái thời gian Chúa ban cho họ để có họ có cái sức mạnh để mà chịu đựng những cái đau khổ đó thì họ cũng cảm thấy là mình được hạnh phúc. Trước tiên mà con muốn chia sẻ đó là cái hạnh phúc của trong cái đời sống tâm linh. Tại vì ở đây chúng con cũng có nhà thờ, cũng có rất nhiều trong Quy Hòa, rất nhiều tượng thánh để họ đến cầu nguyện hàng ngày. Cho nên họ đi chỗ nào cũng gặp được và họ thấy được có một cái niềm tin, một cái sự an ủi đối với họ. Và qua đó thì họ cũng cố gắng vượt lên. Rồi cái thứ hai nữa là bây giờ họ nhìn thấy họ cũng có một cái nếp sống gia đình như mọi người. Cũng có con cái, cũng có những đứa con thành đạt và những đứa con đã hội nhập ra bên ngoài sống rất tốt. Thì đó cũng là cái niềm vinh hạnh mà họ cảm thấy là hãnh diện và họ cũng cảm thấy là vui và hạnh phúc qua cái đời sống của con cái của họ. Rồi cái nữa là con cũng thấy họ cũng được cái sự quan tâm, nâng đỡ của rất nhiều ân nhân giúp đỡ họ. Đến thăm viếng không phải chỉ là giúp họ về vật chất không mà thôi, mà qua cái đó đã nâng đỡ cái tinh thần của họ rất là nhiều. Họ cảm thấy là có nhiều người vẫn còn quý trọng họ, vẫn còn yêu thương họ và quan tâm chia sẻ giúp đỡ họ. Để chăm sóc bệnh nhân thì cần đến chuyên môn. Vậy xin sơ cho biết các sơ được sai đến đây đều học chuyên môn về y tế hay là các sơ có những mảng dấn thân khác không cần đến chuyên môn y tế ạ? Thưa cha, như vậy từ năm 1932 đến 75 á, tất cả chị em chúng con được sai đến là đều có chuyên môn y tế. Nhưng sau 75 thì một số các chị còn tiếp tục. Nhưng đến khi hưu thì chúng con không được có người tiếp nối. Cho nên các chị em chúng con đến đây thì chỉ có một số các chị cần thiết thì mới có cái chuyên môn y tế. Còn nữa thì chúng con cũng có tất cả những cái chuyên môn khác, bởi vì chuyên môn xã hội hay là giáo dục hay là tất cả những cái khía cạnh khác. Chứ còn về y tế thì ngày hôm nay chúng con không có đòi hỏi nhiều, bởi vì cũng khó mà tháp nhập vào trong cái môi trường của bệnh viện. Và cuối cùng liên quan đến cá nhân một chút, xin sơ kể một kinh nghiệm của sơ với Trại Phong Quy Hòa này ạ. Khi con vừa khấn trọng xong thì bề trên tổng quyền sai con ra Quy Hòa. Cái nỗi sợ của con cái ban đầu đó là mới lần đầu tiên con gặp một chú bệnh mà hay đến để mà giúp cho cái công việc nhà thờ, chăm sóc cây bông đồ này kia đấy. Thì lần đầu tiên con mới ở trong nhà, con bước ra con thấy người ông tay thì không có, chân thì cũng không còn ngón chân rồi, mặt mũi nó rất là... Tự nhiên cái phản ứng ban đầu của con là con bỏ, con chạy, con sợ. Nhưng sau đó thì con có hối hận vì con thấy là mình làm như vậy là không được. Sau đó con cũng chưa có dám gặp, đó là cái ban đầu của con. Khi mà gặp cái ban đầu như vậy thì cái công việc mà con cảm thấy là mình không biết mình có làm được không, mình có thể hiện được không. Cho nên cái đó nó cũng tranh đấu trong cái đời sống của con rất là nhiều. Cho đến một ngày mà con cảm thấy là con vượt qua được, đó là cái hôm đó họ quy tụ các em nhỏ lại. Thì con gặp được các em, con không có ngờ là các em đông như vậy, là khoảng trên 100 em. Con xin lỗi cha là lúc đó thì thời gian đó cũng không có xà phòng để mà tắm giặt hay là gì đó, cho nên cái mùi nó cũng bốc ra, con cũng rất là ngại. Nhưng mà khi đó thì tự nhiên con bước ra thì con lại gặp ngay cái ông đó. Ông chặn con lại, ông nói với con một câu là: "Sơ ơi, ở đây các em nhỏ nó khổ lắm, 3 giờ sáng nó phải dậy để nó đi lên núi gánh than về để mà kiếm sống trong ngày, hoặc là nó phải đi ra biển để nó bươn chải, nó bắt cá." Ông nói với con cái câu đó, cái tự dưng con
dừng lại mà con cảm thấy con trả lời với ông á, dạ con cảm ơn chú, con sẽ ở lại. Và khi đó thì đúng là con bước vô, con ở lại, con cũng ở lại từ đó cho đến 13 năm. Thành quả mà chú ban cho các em nó được lớn lên, nó được hội nhập vào xã hội. Có em làm với những cái đối tác, với những cái công ty nước ngoài. Có những em nó làm bác sĩ, có những em nó làm điều dưỡng gì đại học. Trình độ nó rất là cao cha. Thì con cảm thấy rằng đó là một cái niềm vui mà con cảm tạ ơn Chúa, vì Chúa đã ban cho con có được một cái cơ hội để mà cộng tác vào cái chương trình của Chúa ở tại Quy Hòa này. Vâng, con xin cảm ơn sơ ạ. Kính chúc sơ và cộng đoàn các sơ phân sinh Thừa Sai Đức Mẹ ở Quy Hòa luôn tràn đầy niềm vui trong việc phục vụ. Và xin Chúa cũng luôn đồng hành và chúc lành cho các bệnh nhân ở Quy Hòa.